Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng mọi người đến với video của mình. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện về một sản phẩm của nhà Versace. Nó có tên là Versace Dreamer. Trang nước hoa này được ra mắt vào năm 1996 với cái hương đầu của nó là hoa oải hương này, quả quýt hồng, cây xô thơm. Hương giữa của nó là hoa cẩm chướng, cây thuốc lá, hoa hồng, hoa phong lữ. Và hương cuối của nó là có đậu tôn ca, cây tùng, cỏ hương bài và gỗ tuyết tùng. Trang nước hoa này luôn luôn đánh giá là có cái nét tương đồng khá đối với một sản phẩm khác rất là nổi tiếng của nhà Jean Paul Gaultier, đó là chai Le Mar. Có lẽ là bởi vì trong cái chai Le Mar nó cũng sử dụng hoa oải hương ở cái nốt hương đầu, do đó khi mà mọi người xịt thì mọi người cũng cảm giác nó có một cái nét tương đồng. Nhưng mà bởi vì sau đó là ở cái chai của nhà Jean Paul Gaultier nó dùng cả vanille để mix cùng với hoa oải hương cho nên là mùi nó ngọt hơn. Còn ở chai nước hoa này thì về sau thì nhà Versace người ta sử dụng là theo như cái list các cái nguyên phụ liệu thì họ dùng gỗ và thuốc lá để mix cùng với hoa oải hương, do đó mùi hương nó sẽ ở cái nốt mở đầu thì có thể là giống nhưng sau đó thì nó rẽ sang một cái hướng khác, nó không ngọt kiểu như quyến rũ, ngọt ngào, ngọt ngậy giống như của nhà Jean Paul Gaultier. Theo như những đánh giá ở trên Fragrantica thì những cái nốt hương rõ nét nhất của chai nước hoa này đó là thuốc lá. Nhưng mà phải nói thật là đối với mình khi mà mình xịt xong thì mình rất là khó để mình có thể cảm nhận được cái mùi thuốc lá. Và đó là mình làm điều mà mình cảm thấy khá là tò mò về cách mix mùi của chai nước hoa này. Bởi vì theo như cái những gì mình được biết thì thuốc lá nó có hai loại. Đó là một loại thuốc lá khô, lá thuốc lá mùi giống như lá thuốc lá khô, mà đây là Thierry Mugler, Paul Havan, Tom Ford, Tobacco Vanille, vân vân đó. Và loại thứ hai đó là một cái lá thuốc lá đã được tẩm ướp với những cái nguyên liệu ngọt ngọt khác. Mà ở đây ví dụ như là chai Perfume de Molly Herald, Kilian Back to Black, CK One Shock, vân vân đó. Thế nhưng ở chai nước hoa Versace này thì thực sự là rất khó đối với mình, đối với cái mũi của mình thì thực sự rất khó để mình nhận biết được mùi thuốc lá. Mình chỉ cảm thấy ở đây nó có một sau khoảng 10-15-20 phút thì nó vẫn là cái nốt mùi hoa oải hương đặc trưng đó, và ở dưới cái lớp nền của nó thì nó có một cái vị ngọt nhẹ và nó hơi một dạng giống như là có thể gọi là hơi phấn phấn một chút. Mình đánh giá nó ở đây có thể là kết hợp rất là nhuần nhuyễn giữa các cái nốt hương, các cái nốt nguyên liệu đó là gỗ, hoa hồng và đậu tôn ca, và tất nhiên là phải có cả thuốc lá nữa. Vậy có nghĩa là trên cái nền của hoa oải hương thì là một, đó là một cái mix các cái nguyên liệu gỗ, hoa và thuốc lá tạo nên một cái nền ngọt nhẹ để làm nền cho hoa oải hương. Đó, đấy là những cái gì mình cảm nhận về mùi hương của chai nước hoa Versace Dreamer này. Và sau đây chúng ta hãy cùng xem phản ứng của mọi người khi được ngửi mùi hương của chai nước hoa Versace Dreamer này. It's okay. Good. Nice. Subtly. Yeah. So and woman perfume to like. So men perfume subtly but good. Yeah, okay. So from 1 to 10, how you will give? From 1 to 10. 10 is the best. 1 is the best. Oh yeah. Eight. Oh. Okay, thank you. It's sexy? You think it's sexy or not? Sexy smell? No? Sexy, no. It's man, real man. No. Look the man. Okay, I understand. How do you think? Yeah. It's nice? Really good, yeah. It's sexy or just masculine? Really sexy, the French, yeah? Yeah, so from 1 to 10, how do you give? 8. And how about you? 9. Yeah. Okay. Mọi người có thể thấy là phản ứng khi mà được ngửi mùi hương chai nước hoa này đều rất là tích cực. Đó, mọi người đều rất là thích ngửi mùi hương của chai nước hoa này. Do đó, nếu như các anh em nào mà muốn sở hữu mùi hương này thì khi mà xịt thì mình nghĩ là hoàn toàn có thể yên tâm, không sợ bị gây khó chịu đối với mọi người.
đặc biệt là với các chị em. Chai nước hoa này mình cảm thấy sử dụng hợp lý nhất là vào thu đông, và độ tỏa hương của nó thì không phải là quá là xa, nó chỉ trong một cánh tay thôi. Cái nữa là về độ tuổi thì đối với quan điểm của mình thì cũng có những bạn bảo chai này thì hơi già, nhưng đối với quan điểm của mình thì tầm từ 23 trở lên là các bạn có thể sử dụng được rồi. Dịp sử dụng thì tất nhiên rồi, nó rất là hợp với để đi hẹn hò. Việc đầu tiên là để đi hẹn hò, sau đó là đi uống cà phê nhẹ nhàng. Chứ đặc biệt không nên dùng sử dụng chai nước hoa này và đi làm và đi bar, đi party, thì cái mùi hương này mình nghĩ là nó không hợp, bởi vì cái tính chất mùi của nó ở hoa và sau đó ở dưới nền của nó là một cái gì đó, một cái gia vị, một cái lớp ngọt nhẹ phấn làm nền, thì thực sự là nó không hợp với những cái nơi mà quá nhiều mùi hương. Chỉ nên sử dụng chai nước hoa này vào những cái nơi nhẹ nhàng, đấy, thoải mái, nhẹ nhàng thì sử dụng chai nước hoa này rất là hợp. Có một điều mình muốn lưu ý đến các anh em, đó là cái số lần xịt chai nước hoa này. Bởi vì cái chai nước hoa này nó chỉ có thể phát huy được cái ưu điểm của nó khi mà các bạn xịt với cái số lượng vừa phải, không nên xịt quá nhiều. Nếu mà như các bạn xịt quá nhiều thì đối với mình ấy, thì mình cảm thấy là cái mùi có hoa hương nó khá là nồng và mạnh. Do đó nếu như các anh em xịt mà thiếu cái sự kiềm chế về số lượng thì nó sẽ gây những cái phản tác dụng rất là lớn. Thế nhưng nếu như các anh em xịt vừa phải thì cái độ CH của nó khi mà các anh em đi qua một cái chỗ nào đấy, một cái phòng nào đấy thì nó sẽ giúp cho các anh em rất là nhiều. Đó. Đánh giá của mình về chai nước hoa này, đây thực sự là một cái sản phẩm rất hay của nhà Versace. Cộng thêm với cái giá của nó rất là mềm, rất là dễ mua, thì các anh em nào nếu trong một cái điều kiện kinh tế nó không quá là dư giả thì thực sự sở hữu mùi hương của chai nước hoa này. Đó. Và trên đây là những cái gì mình cảm nhận về chai nước hoa Versace Dreamer. Rất cảm ơn các anh em đã theo dõi video. Hãy like và share nếu bạn cảm thấy cái video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.